chuyển tốt của chủ công Hoàng Thế Thảo. Vị trí biên hay. Đó là một pha đá bóng tốt. Một tình huống dứt điểm hay đến từ vị trí của bảng D. Và góp mặt vào chơi trong trận đấu trực tiếp như thế này. Trong khi đó thì ở chiều ngược lại. Không có tốt rồi. Hoàng Thế Thảo. Một pha đánh bóng rất mạnh và rất uy lực của Hoàng Thế Thảo. Điểm cho xi măng Long Sơn. Của trận chung kết sẽ được định đoạt sau khi mà tiếng còi của Bảo Thanh Hoa khép lại cho trận bán kết hai này. Vậy thì đội bóng nào sẽ có được nó? Ý của đội trưởng Hồng Ngát. Tình huống đập bóng rất hay. Vâng, vừa rồi đó là một tình huống đập bóng ở vị trí 3-2 hàng sau. Và bóng sang đến từ vị trí của đội trưởng Kiều Anh. Điều chỉnh quá hay ở trong bóng. Một tốt rồi. Ngay sau đó là một tình huống đánh bóng tốt của Hoàng Hồng Anh. Đội thì sẽ là cơ hội phản công cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Tiếp tục là một tình huống đánh bóng tốt của Nguyễn Thị Hiệp. Liên tiếp là những tình huống thủ bóng và tấn công. Bây giờ thì Nguyễn Thị Hiền đã là người mang lại điểm số cho ngoài đúng chuyện hai đó chính là Victoria Bolet. Một tình huống xoay cổ tay rất hay của đội trưởng Hồng Ngát bên phía. Rất đáng tiếc đó là tình huống Long đi ra ngoài. Rất đáng tiếc dành cho tình huống xử lý bóng bụt vừa rồi đến từ vị trí của Như. Phòng thủ thành công của Hoàng Thảo. Đúng nha. Tình huống đánh bóng chạm tay chắn. Một không tốt. Phát. Mang về điểm số thứ tư. Phòng thủ không thành công. Rất đáng tiếc. 7 đều dành cho bên phía của xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Thảo vẫn còn. Tiếp tục là Hoàng Thị Thảo. Và lên đến 2 pha đánh bóng liên tiếp thì Hoàng Thị Thảo mới mắc. Bây giờ thì cơ hội phản công cho Hoàng Thị Thảo Lào Cai. Chỉ đạo rất gay gắt của huấn luyện trưởng Phạm Văn Long. Và đó là pha đá bóng tốt rồi. Còn tình huống xử lý thông minh đến từ vị trí của Hồng Ngát. Một tình huống đánh bóng xuyên vào hàng chắn của Đoàn Thị Xuân. Hồng Hát. Tình huống phòng thủ tốt của Hồng Hát. Đó là pha đá bóng tốt đến từ vị trí của Minh Thủy ở vị trí 3-2 hàng sau. Cơ hội tốt rồi, Đoàn Thị Xuân. Bóng vẫn còn. Phản công cho Hoàng Trân Đức Giang Lào Cai. Thị Luyến chưa được. Và vừa rồi là một tình huống xử lý bóng tinh tế của Đàm Thị Xuân. Tấn công từ hàng sau của cả hai đội. Bây giờ thì thủ công Như Quỳnh đã mang lại điểm số thứ 8 cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Minh Thủy đã di chuyển xuống từ vị trí đối diện. Và Long thành công rồi. Tình huống Long thành công của Đoàn Thị Xuân là
đôi điểm dành cho bên phía của Hóa chất Đức Giang Long. Thực sự ngày hôm nay như Quỳnh đang là hung thần dành cho bên phía của Hóa chất. Quỳnh nha, phòng thủ thành công rồi. Bích Thủy, một tình huống đánh bóng rất mạnh của Bích Thủy và hàng chắn của đội trưởng Đoàn Xuân. Bây giờ thì đội trưởng Bích Thủy đã có một tình huống tấn công từ hàng sau của Lào. Hai pha thủ bóng liên tiếp rất hay của Libido bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Nhưng sau đó thì các cô gái bên phía Sima Long Sơn Thanh Hóa đã chớp thời cơ trên lưới, đổi điểm cho Sima Long Sơn Thanh Hóa. 21-11. Đúng là các cô gái của huấn luyện viên trưởng đang làm cho Hóa chất Đức Giang đương kim á quân của mùa giải vô địch quốc gia 2023 phải chật vật. Một tình huống xử lý bóng rất thông minh đến từ vị trí của Hoàng Thị Thảo. Phòng thủ rất hay. Quá tuyệt vời dành cho tình huống tổ chức phản công hay của Diêm Vương Long Sơn Thanh Hóa. Phòng thủ xấu lùi tốt đến từ vị trí của Hoàng Thị Thảo. Bóng vẫn còn. Bùi Thị Nga. Lần này thì bộ đôi bên phía của Hóa chất Đức Giang đã block thành công. Bùi Thị Nga. Block thành công của các cô gái bên phía. Vẫn còn ba hàng sau. Câu trả lời của chủ công Hoàng Thế Thảo. Liên tục là những tình huống tổ chức tấn công từ sau vạch 3m. Và cả hai đội bóng này đang có những tình huống phô diễn. Bóng vẫn còn. Phản công tinh quái, quá tinh quái đến từ vị trí của Lê Thị Dũng. Xử lý bóng của Hoàng Thị Thảo và đây là cơ hội phản công. Hồng Hanh, bóng vẫn còn. Quả bóng tỉnh táo đến từ vị trí của Đoàn Thị Xuân và sau đó là một những sai lầm đến từ các cô gái của Hoàng Thị Thảo đang giúp cho Thanh Hóa có cơ hội chất. Best boy 24-16 dành cho các đội trưởng. Cơ hội để phản công dành cho bên phía của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Đây có thể coi là điểm sáng hiếm hoi của Hóa chất Đức Giang ở trong trận đấu bán kết này. Xuất phát ở trong trận đấu ngày hôm nay thì Bích Thủy chơi ở vị trí phụ công. Nhưng sau đó thì các bạn đã thấy Kiều Oanh đã không phát huy tối đa được sức mạnh ở vị trí đối chuyền. Và Bích Thủy cũng đã di chuyển ra. Chính Bích Thủy cũng là người ghi rất nhiều điểm số và cuối cùng thì xin chúc mừng các học trò của huấn luyện trưởng Bùi Huy Sơn. Tấm vé đang là 3-1 và xin chúc mừng các cô gái của Sim Bang Long Sơn Thanh Hóa. Các bạn sẽ là đối thủ của Bình Chủng Lũy Trường Sơn Bình Phước trong trận chung kết nội dung bóng chuyển nữ vào ngày mai. Còn sau bây giờ sẽ là trận đấu bán kết thứ hai của nam diễn ra giữa hai đội bóng